nhiều máy rửa xe bằng pin của Huka này các bác này đấy, rất chi là nhiều luôn. Em sẽ mở cho các bác cho mình tham khảo một bộ nhá. Đây sẽ là cái mẫu đẹp nhất nha các bác nha, hàng cao cấp nhất luôn đây. Trong các loại máy rửa xe pin thì cái mẫu này sẽ là mẫu hàng cao cấp nhất, máy siêu to khổng lồ luôn cho em. Nguyên hộp như thế này các bác ạ. Đây sẽ là body nha, thân máy. Đây sẽ là một thân máy là chưa có theo pin các bác ạ. Nhưng mà các bác nhìn cho em này, có mỗi thân máy thôi mà cái hộp của nó phải nói rằng là to chà bá như thế này luôn cho em. Đây, hàng của Hukan chính hãng này, logo dập nổi như thế này các bác nha. Đây, trong này thì các bác sẽ có nguyên một bộ này. Trời ơi, rất là nhiều đồ luôn. Cái dây của nó rất chi là dài các bác nha, dây dẫn rất chi là dài luôn. Có hai cái lối dài đây này các bác, có hai cái lối dài xuống cho các bác đây. Trời ơi, siêu xịn sò luôn các bác nha, hai cái lối dài cho em. Và đây là cái mẫu máy này các bác ơi, đây là mẫu máy cho em. Các bác nhìn này, máy hàng chính hãng của Huka này, siêu to khổng lồ luôn các bác nhá. Con máy này sẽ sử dụng motor từ không chổi than đấy các bác ạ. Đi theo đây thì sẽ có những cái đầu bếp xịt cho các bác đầy đủ như thế này. Có cả một cái bình bọt tuyết cho các bác này. Và đây sẽ có một cái chõ lọc rác. Và còn có cả những cái đầu lối nhanh như thế này. Và các bác lắp đặt vào cứ thế là các bác xài thôi. Với cái con máy rửa xe này thì các bác sẽ sử dụng bằng pin. Đấy, sử dụng bằng pin thì mình rất chi là tiện lợi luôn. Logo dập nổi của Hukan. Đấy, đây. Logo chính hãng của Hukan như thế này nhá. Đấy. Và với cái con máy này thì các bác nhìn này, nó rất chi là to, khỏe. Tức là nó, nếu như những cái thời điểm trước là em có những cái mẫu máy mà nó sử dụng motor chổi than, nó chỉ nhỏ tầm bằng một nửa con máy này thôi. Con máy này thì nó sẽ là hàng không chổi than nha các bác nha. Đây vào model của máy này, em đọc cho các bác này, model của máy sẽ là 4820. Đây em sẽ quay vào đây để cho các bác xem cái, quay sát màn hình vào đây để cho các bác mình xem rõ cái thông số kỹ thuật của máy này. Đấy, model này cũng như là cái thông số kỹ thuật như này các bác nha. Đây các bác nhìn cho em này. Đó. Đấy các bác có thể chụp màn hình lại để mình có thể tham khảo kỹ cái thông số của máy này. Đây hàng nguyên hộp như thế này, nguyên một bộ như thế này nhá. Cái này thì là chưa theo pin này. Hôm nay thì em sẽ sale tặng các bác với một cái con máy rửa xe pin của Hukan hàng chính hãng như thế này. Mà giá thì chỉ có 1.050.000 thôi các bác nhá. Hàng này sẽ là hàng chân pin phổ thông cho em. Và các bác sẽ lắp những cái quả pin chân pin phổ thông vào đây là các bác xài này. Phù hợp với mọi công việc xịt rửa nha. Các bác có thể sử dụng để rửa xe, pháo, sân, thềm, nhà, cửa, tưới cây cảnh cũng ok luôn cho em. Các bác chỉ cần có một xô nước hoặc một vòi nước thôi là mình đã sử dụng được rồi. Rất chi là tiện lợi luôn các bác ạ. Mà giá rẻ nữa, đặc biệt là giá rẻ. Các bác nhớ lưu ý cho em là mã này nó sẽ là sử dụng motor từ không chổi than các bác nhá. Nó sẽ khác hẳn những cái mẫu khác mà các bác mua ngoài thị trường là loại có chổi than. Đấy, hàng cao cấp của Hukan các bác ạ. Chốt đơn các bác nhớ gọi cho em là thân máy rửa xe pin của Hukan nhá. Hàng chính hãng và giá em bán tặng các bác là có 1.050.000 nguyên một hộp như này thôi. Đấy, và đây thì em sẽ lên tiếp cho các bác này. Đây sẽ là những cái con máy mài mỹ nghệ nha các bác. Đây, em sẽ chi tiết cho các bác xem này. Máy mài mỹ nghệ này theo phụ kiện đến cả 100 món luôn các bác ạ. Đây, 100 món phụ kiện như thế này cho em. Hàng của King Bro nhá. Hàng công ty, hàng chính hãng này. Con này thì cái đầu của nó sẽ là đầu 3,2mm và công suất là 200W. Đây máy xài thì điện trực tiếp 220V. Ở cái này thì các bác, đây các bác có thể nhìn thấy rõ cho em là nguyên hộp nó sẽ như thế này. Đấy, theo đầy đủ những cái chi tiết phụ kiện như thế này nhá. Máy thì rất chi là đẹp và chắc chắn luôn các bác. Đây, con máy này thì em sẽ mở cho các bác xem nha. Cái phần này thì nó sẽ có công tắc tắt mở và điều chỉnh 6 tốc độ đây này các bác này. Đấy, công tắc tắt mở bên này. Có một cái móc treo như này cho các bác nha. Đấy, khi mà mình làm mình có thể treo móc máy lên cũng rất là ok luôn. Chổi than ở bên ngoài như thế này cho em này. Đấy, các bác nhìn thấy cái mẫu máy chưa ạ? Rất chi là đẹp, xịn sò lắm các bác ạ. Mà hôm nay thì giá rất chi là hời cho các bác nha. Một con máy mài mỹ nghệ như này theo phụ kiện đến cả 100 món đồ như thế này mà giá có 499.000 thôi các bác nha. Trong khi giá thị trường các bác đang mua là 650-700. Đấy, hôm nay thì em sale tặng có 499.000 thôi. Bác nào chốt mình nhớ gọi cho em là máy mài mỹ nghệ nha. 499k, nguyên set đầy đủ như thế này các bác ạ. Hết sức tưởng tượng luôn các bác ạ. Đây chỉ có hơn 100.000 thôi mà các bác nhà mình nhận về nguyên một bộ khẩu 10 chi tiết như thế này các bác nha. Nguyên một hộp đây. Đấy, cái đợt này là em sale các bác giá thì rất chi là hời luôn. Đây là cái bộ khẩu hộp xanh 10 món các bác ạ. Nguyên hộp như này cho em. Chốt đơn bán này các bác chỉ cần gọi cho em là bộ khẩu hộp xanh 10 món nhá. Trong này sẽ có 10 cái khẩu bu lông 1/2, khẩu siêu dài nha, chất liệu bao đẹp, mua một lần mình dùng mãi mãi luôn. Khẩu này sẽ là khẩu dài 8cm cho em. Có 10 cái khẩu bu lông 1/2 như này, từ khẩu 8 đến khẩu 24 các bác ạ. Từ khẩu 8 đến khẩu 24 cho em.
Đấy, nguyên một combo, nguyên một set như thế này nha. Mà giá thì phải nói rằng là cực kỳ là ưu đãi cho các bác. Đây có khẩu 8 này, khẩu 10 này, 12 này, 13 này, 14 này, 15 này, 17 này, 19 này, 22 này và 24. Đấy, có 10 cái cỡ khẩu em vừa lêu tên cho các bác nhà mình luôn. Chất liệu bao bền, bao đẹp và bao giá rẻ nhất trên thị trường cho các bác nha. Chốt đơn mã này các bác cứ liên hệ trực tiếp nhà em thì báo là gửi cho anh cái bộ khẩu hộp xanh 10 món. Hay là gọi cho em là cái bộ khẩu hộp xanh loại nhỏ các bác nha, loại này loại 10 món. Đấy, vì em có cả loại 20 món nên là các bác nhớ nhá, nhớ đọc cho em là loại 10 món các bác nha. Giá thì có 180.000 đồng thôi ạ, 180.000 đồng thôi, hỗ trợ bao ship tận nhà cho các anh. Nhận hàng các anh kiểm tra hàng thoải mái trước khi thanh toán tiền nha. Hôm nay thì bên em về rất chi là nhiều kẹp mát nam châm, kẹp mát máy hàn các bác nha. Đây, loại này sẽ là loại dày dặn đẹp xịn sò nhất luôn các bác ạ. Nhưng mà mức giá thì em sẽ gửi tặng các bác, giá sẽ là giá rẻ nhất, yêu thương nhất thị trường cho bác. Các bác nhìn này, ê, nó hút này, ấy hút mạnh lắm các bác. Cái này các bác nhìn nó như này thôi nhưng mà có thể hút được cả một thanh V lên nha các bác nha. Đấy, hôm nay thì giá bán tặng cho các bác là có 40.000 một cái thôi. Đấy, các bác lựa chọn mua một vài cái để mình có thể đi ghép chung đi những cái đơn hàng là mình chưa được bao ship ở đây này các bác này. Đấy, nó hút rất chi là mạnh luôn. Đây này, cái loại dính vào cái kia này, rất là ok luôn nha các bác nha. Mạnh cực kỳ là mạnh luôn á. Đó. Cái này mẫu mã rất chi là đẹp nha. Trên thị trường thì nó có nhiều loại, nhiều đơn vị bán cái này lắm. Nhưng mà em sẽ gửi các bác loại chuẩn xịn nhất, đẹp nhất, dày dặn nhất và xịn sò nhất. Giá thì sẽ là mức giá rẻ nhất luôn cho em. Đấy, hôm nay là em về số lượng nhiều nên là em sẽ sale bán tặng nhá. Giá cực rẻ luôn, có 40k thôi. Bác nào chốt thì mình nhanh tay nhá. Liên hệ trực tiếp bên nhà em số điện thoại phần tiêu đề. Đấy, chốt đơn cái này các bác chỉ cần gọi là cho em là kẹp mát nhá. Gọi cho em là kẹp mát nam châm các bác nha. Đây, đẹp và xịn sò lắm, cái một như thế này này. Đấy, nguyên một cái như này giá có 40k. Quá rẻ quá hời luôn các bác. Hôm nay em còn đúng 3 bộ máy khoan pin của Macan hàng chính hãng nha. Một cái mẫu máy rất chi là đẹp luôn. Và hôm nay thì có cái chương trình sale hàng giá lỗ cho các bác nhà mình cái bộ này. Đấy, 3 bộ thôi các bác ạ. 3 bác khách hàng nào nhanh tay nhất thì mình sẽ sở hữu được nha. Đây các bác nhìn xem này, nguyên bộ như thế này này. Đấy, nguyên bộ như này nha, bao gồm này, có một thân máy này, hai pin, một sạc như thế này, phụ kiện đây này các bác ơi. Phụ kiện trên này sẽ là hơn 20 chi tiết mũi khoan vít đi kèm cho các bác luôn nha. Và con máy này sẽ là máy không chổi than các bác ạ, thiết kế hàng pin 5 cell. Đấy, pin 5 cell như này nhá, chân pin phổ thông này, pin 21V này. Máy thì là máy sử dụng motor từ không chổi than cho nên là rất là tiết kiệm pin. Đấy, máy thì có hai chức năng khoan và bắn vít như thế này, đầu kẹp 10 ly cho em nhé. Đấy, điều chỉnh là hai tốc độ trên lưng máy. Nhưng mà con này nó có một cái ưu điểm rất là hay này. Thiết kế dòng pin 5 cell để tạo được cái độ nhẹ nhàng cho các bác. Thế nhưng mà nó sẽ là pin chân pin phổ thông. Đây, cho nên là em sẽ thử cho các bác nhà mình xem nha. Đây, với cái thân máy này, đây, với cái thân máy này thì các bác về các bác sử dụng lắp vào những cái pin mà chân pin phổ thông như này này. Đấy, chân pin phổ thông như này là các bác sẽ lắp được nha. Các bác cứ có những cái pin kể cả mà pin 20 cell như này em lắp vào cái thân máy này vẫn cứ xài vô tư luôn. Đấy, được chưa, xịn chưa? Ui, rất chi là mạnh luôn nha các bác nha. Thiết kế hàng chân pin phổ thông nên là tiện lợi lắm các bác ạ. Nguyên bộ của nó thì sẽ là theo pin 5 cell để tạo độ nhẹ nhàng cho các bác làm, nó không bị mỏi tay. Tuy nhiên về mà các bác muốn sử dụng pin trâu mình vẫn có thể lắp những cái khối pin 10 cell, 15 cell, thậm chí là 20 cell như thế này và là mình vẫn cứ xài vô tư luôn các bác ạ. Và em còn đúng 3 bộ thôi nha, còn đúng 3 bộ thôi. 3 bác khách hàng là mình nhanh tay nhất thì là mình sẽ sở hữu được cái mã sản phẩm này. Đấy, nguyên hộp nó sẽ như thế này cho em nha. Theo hai quả pin, một cái sạc như này, phụ kiện là hơn 20 chi tiết mũi khoan vít. Máy thì có hai chức năng nha, con này thì không có chức năng búa khoan tường. Nếu như mà các bác mà làm thợ làm nhiều, bác nào mình cần có nhu cầu muốn mua những cái con máy khoan pin hàng chính hãng, hàng công ty, giá rẻ, giá hời, hàng ngon, hàng chất lượng, giá rẻ thì các bác nhanh tay. Riêng bộ sản phẩm này các bác mua giá thị trường thì phải với mức giá tầm 850 cho đến 900.000 nha. Ngày hôm nay thì em sale là giá lỗ hơn 100.000 bộ luôn đấy ạ. Đấy, có đúng 3 bộ thôi các bác nhanh tay nhá. Chốt đơn nhớ gọi đúng mã cho em. Mã này các bác gọi cho em là khoan pin Macan 5 cell loại không chổi than. Đấy, nhớ gọi cho em là loại không chổi than, không phải nói nhầm sang cái loại có chổi than các bác nhá. Giá em bán tặng các bác có 750.000 thôi. 750.000 thôi. Nguyên bộ đầy đủ như này. Nhớ đọc đúng mã giúp em nha. Gọi cho em là khoan pin Macan 5 cell loại không chổi than, 750k chơi bộ sản phẩm đầy đủ như thế này.
Đợt này thì em đã về rất chi là nhiều bơm quạt hơi nước để phục vụ cho các bác nhà mình nha. Đây là cái mẫu bơm 16W này, 18W này. Và bên em sẽ có đủ các cỡ watt từ nhỏ cho đến lớn để phục vụ cho các bác. Khi mà các bác có nhu cầu mua những cái bơm quạt hơi nước như thế này thì các bác kiểm tra giúp em xem là ở cái quạt của gia đình các bác là nó sử dụng loại bao nhiêu watt thì là mình sẽ mua nha. Đấy, đây, như cái mẫu này là mẫu 16W này các bác này. Đấy. Và cái đợt này em về cái loại 16, 18W này nó sẽ có kèm thêm cả một cái hộp giấy như này đóng gói cho bác rất chi là đẹp. Và nó sẽ tùy từng đợt các bác nha, nó sẽ tùy từng đợt. Có đợt thì nó sẽ đóng là mỗi một cái bơm là trong một cái hộp vuông nhỏ như thế này. Có đợt thì nó lại đóng là nguyên một thùng, nó có mấy chục cái. Đấy, cho nên là em sẽ về cái đợt nào thì em gửi cho các bác cái đợt đó. Và nó sẽ có nhiều màu bơm, ví dụ như cái bơm này là màu đen pha xám này. Đây, màu xám pha màu trắng. Có đợt thì nó lại là màu đen. Đấy, nó sẽ có nhiều màu sắc này và nhiều quy cách đóng gói. Tuy nhiên là cái mức giá thì nó cũng vẫn không thay đổi các bác nhá. Đấy, các bác mà gia đình có quạt hơi nước này, đến cái mùa nắng nóng này này, đấy, mình đang cần có nhu cầu muốn thay bơm. Những cái bơm này thì các bác sẽ mua về để mình thay vào cái bơm quạt hơi nước, hoặc là các bác làm bơm bể cá nhá, làm bơm bể cá rất chi là ngon. Với những cái mẫu mà 16 với 18W thì nó sẽ là cái cỡ watt mà phổ thông mà các bác hay gặp nhất, hay gặp nhiều nhất các bác nhá. Đấy, cái này thì em bán rất là lâu năm rồi, gửi là bán sỉ cho các bác thợ dùng rất chi là nhiều rồi. Đấy, toàn những cái hàng chất lượng mà em sẽ chọn cái hàng chất lượng loại số 1 để em gửi tặng các bác mà giá thì rất chi là hợp lý. Đấy, như cái mã này là 16W này. Đấy, mã này là mã bơm 16W cho em nhá. Mỗi một bơm thì nó sẽ theo một cái này. Đó. Đây. Rất chi là đẹp luôn. Còn cái này là cái 18W đây này các bác này. Cái mẫu này là mẫu 18W này. Đấy, em quay cho các bác nhìn cả thông số để cho các bác mình có thể tham khảo kỹ nhá. Đấy, mỗi một mẫu bơm thì nó sẽ theo một cái này. Đây. Đó. Hôm nay là em giới thiệu lên đây cho bác, các bác là cái loại 16W và 18W. Tuy nhiên là các bác mà muốn mua loại bao nhiêu watt em cũng có nhá. Các bác nào có nhu cầu quan tâm thì cứ liên hệ trực tiếp nhà em các bác nha. Ôi dồi ôi các bác ơi, đây thì sẽ là một cái mã sản phẩm phải nói rằng là hàng ngon bổ rẻ nhất vịnh Bắc Bộ cho các bác nhà mình đây này. Một cái mẫu pin mà 20 cell pin cực châu, hàng chân pin phổ thông cho em các bác ạ. Có đèn báo pin nha, đây có đèn báo pin đàng hoàng luôn. Cái pin này nó còn có cả cái lỗ cắm sạc adapter như thế này. Các bác có thể sử dụng bằng sạc bàn hoặc là sạc adapter đều được luôn. Và em có khui cái lõi pin để cho các bác nhà mình rồi nhá. Đây các bác nhà mình nhìn xem này, cái mạch của nó sẽ là mạch 6 MOSFET cho em. Đấy, rất là xịn sò luôn. Xịn sò con bò như thế này mà giá thì phải nói rằng là rẻ ơi là rẻ luôn. Và cái lõi pin nó sẽ là pin Samsung đây này các bác. Lõi pin Samsung nha. Cái loại pin mà hàng cao cấp nhất trên thị trường hiện nay luôn các bác ạ. Pin 20 cell thì các bác nhìn xem nó sẽ có 4 hàng pin. Mỗi một hàng pin sẽ là 5 cái cell pin như thế này. Tổng thể sẽ là 20 cell pin. Đấy, pin châu 20 cell mà thật sự luôn. Giá rẻ ngang với cái pin 10 cell mà các bác mua ngoài thị trường luôn. Đấy, những cái pin này thì các bác cứ sử dụng máy cắt máy mài nha. Đây em thử cho bác máy mài pin này. Đây em lắp vào máy mài pin này. Ôi ôi, cực kỳ là châu bò luôn các bác ạ. Một cái quả pin mà em nói thật sự hôm nay là em chưa bao giờ mà em gặp được ôm được một cái lô pin nào mà với cái mức giá hời như thế này cho các bác. Bởi vì đây là nó là hãng pin chính hãng đây nha, pin XGT đây các bác này. Đó. 10.0Ah các bác ơi, giá thì phải nói rằng là rẻ như cho, rẻ như tặng rồi. Số lượng em về hôm nay nó có được mấy chục quả thôi, có tầm 20-30 quả thôi nha. Bác là mình nhanh tay thì nhanh tay là mình có, chứ còn không là chậm chân chậm tay là hết cơ hội luôn. Nào bây giờ em sẽ sell tặng các bác nha, một quả pin châu 20 cell như này mà giá có 399.000 các bác ơi, 399.000 thôi. Đấy, chốt đơn các bác nhớ gọi cho em là pin châu 20 cell của XGT với mức giá là 399.000 trên một quả cho em. Em sẽ quay sát vào để cho các bác nhà mình cùng chiêm ngưỡng một lần nữa này, cái lõi pin này. Trời ơi, xịn sò như thế này. Hàng pin nào gọi là nói chung là 6 MOSFET này. Đấy, xịn chưa? Pin thì là pin Samsung cho em nhá. Pin Samsung này. Đó. Lõi pin này. Ôi, xịn lắm các bác ạ. Đấy, mã này mà bác nào mà không chốt thì chỉ có một tiếc hùi hụi thôi. Số lượng em có ít lắm nha, cho nên là bác nào chốt thì mình nhanh tay nhá. Nhớ gọi cho em là pin 20 cell XGT các bác nha. XGT này, đấy, pin chính hãng. Giá có 399.000 thôi, rẻ như cho luôn các bác ạ.
Hôm nay em dọn kho ra còn một ít mẫu sạc bàn nha các bác. Sạc sử dụng cho pin phổ thông. Các bác sạc cho pin 10 cell, 15 cell hoặc pin 20 cell cũng được. Đây sẽ là loại sạc bàn nha. Cái này em để trong kho là hơi bụi bụi một chút các bác ạ. Đấy, lên là em sẽ sell giá rẻ cho các bác. Đây, nhưng mà nó sẽ có nhiều những cái tên này. Ví dụ như là nó sẽ có tên Makita này. Đấy, hoặc cái tên như thế này. Hoặc là Daiwat, hoặc là nó sẽ không có tên như thế này các bác nhá. Đấy, các bác mua thì là em sẽ gửi bất kỳ. Đấy, các bác mua thì là em sẽ gửi bất kỳ. Có thể là các bác sẽ nhận được bất kỳ một cái tên nào đó, hoặc là không có tên như này. Tức là cái hình thức thì nó vẫn giống nhau các bác nhá. Nó vẫn giống nhau, nó vẫn cùng là một cái sạc và cùng là một chất lượng. Đấy, và em sẽ sell đồng giá cho các bác luôn. Nếu mà một cái sạc to, loại sạc to như thế này, sạc nhanh này này, các bác mua ngoài thị trường giá nó rơi vào tầm 150 đến 200 nghìn một cái. Hôm nay thì em sẽ sell bán tặng các bác nhá. Giá chỉ có 80 nghìn đồng trên một cái thôi. Đấy, các bác chốt đơn các bác gọi cho em là sạc bàn loại sắc to nhá. Giá chỉ có 80 ngàn đồng thôi. Và số lượng em có khoảng tầm độ, đây chỗ này khoảng bao nhiêu cái, tầm độ trên dưới 10 cái các bác nha, cũng không có nhiều đâu. Đấy, nên là các bác mình nhanh tay nhá. Đấy, các bác cứ gọi cho em là sạc bàn loại sắc to nhá. Giá em bán tặng các bác chỉ có 80 ngàn thôi nhá. Và đây thì sẽ là những cái bộ máy khoan pin hàng đa chức năng và mức giá rẻ bất ngờ cho tất cả các bác nhà mình luôn. Hàng thương hiệu chính hãng đến từ nhà Makan các bác nhà. Với một bộ sản phẩm này các bác nhận và sẽ đầy đủ cho em này, bao gồm có một thân máy, hai pin và một sạc. Phụ kiện sẽ là hơn 20 chi tiết mũi khoan mũi vít như thế này. Hàng nguyên hộp các bác nha, nguyên hộp đựng máy như thế này cho em. Máy thì sẽ thiết kế là đầu 10 ly này. Có 3 chức năng bắn vít, chức năng khoan và chức năng búa hỗ trợ khoan tưới như thế này. Điều chỉnh 25 cấp độ trượt, máy sử dụng motor chổi than cực kỳ là mạnh mẽ luôn. Ngày hôm nay thì em sẽ sale tri ân giảm giá đặc biệt để gửi tặng tới tất cả các bác khách hàng nha. Nguyên bộ sản phẩm đầy đủ như thế này mà chỉ với mức giá là có 550 ngàn đồng thôi. Nếu như mà trên thị trường thì anh em mình sẽ phải chốt với mức giá tầm 650 cho đến 700 nghìn nha. Bởi vì đây sẽ là một con máy khoan đa năng, có đa chức năng và hàng full phụ kiện như thế này. Hôm nay không những là anh em mình sẽ được mua giá hời mà lại còn được nhận thêm một cái phần quà tặng trị giá lên tới là 50k. Đấy, anh em mua một bộ khoan Makan 5 cell này, em sẽ tặng cho anh em mình một cây bút lấy dấu nha. Cây bút lấy dấu này giá 50 ngàn. Các anh sẽ lấy dấu được trên nhiều chất liệu khác nhau. Nếu anh nào không mua máy khoan, mình mua cây bút lấy dấu này em vẫn gửi cho các anh nha, là giá 50k. Đấy, còn các anh mua máy khoan này sẽ được tặng kèm thêm cây bút lấy dấu. Và em chỉ có khoảng tầm độ 5 đến 6 bộ thôi. Đó, không có số lượng nhiều. Cho nên là anh nào mà chốt thì nhớ đặt đúng tên sản phẩm cho em nhá. Cái này thì các anh chốt đơn ý, các anh gọi cho em là máy khoan pin Makan 5 cell loại có chổi than và tặng thêm một cây bút lấy dấu. Các anh nhớ nhá, nhớ nói hộ em thêm một cái câu là tặng cây bút lấy dấu để nhân viên thì em sẽ tặng thêm cho các bác, bởi vì là bình thường là em không có tặng. Đấy, hôm nay được tặng mà lại còn mua được cái giá rẻ hơn. Cho nên là các anh nhanh tay nhá, nó chỉ còn có khoảng độ 5 đến 6 bộ nữa thôi, không có nhiều đâu anh em nhá. Bộ máy khoan pin bê tông đến từ thương hiệu của nhà Hukan. Với cái sản phẩm này thì các bác nhìn cho em, nó sẽ có nguyên hộp nha. Đấy, bộ này sẽ theo hai quả pin các bác ạ. Hai quả pin này sẽ là hai quả pin trâu, pin 10 cell chân pin phổ thông, và sẽ là dòng pin chống cháy cho các bác nha. Pin chống cháy nó sẽ là pin dòng xả cực cao luôn, hàng pin dòng xả cao để cho các bác sử dụng máy khoan bê tông, máy cắt, máy mài nha. Máy khoan này thì sẽ có 3 chức năng và có đảo chiều đầu mũi khoan 2-26. Máy là sử dụng motor từ không chổi than. Đi theo bộ sản phẩm còn có một thước đo ly cho các bác này, mũi khoan mũi đục đây nha. Và theo sẽ có một cái sạc bàn sạc nhanh như thế này cho các bác. Máy xài rất chi là êm này. Và bao xài cho tất cả các bác thợ làm công trình nha. Ngày hôm nay em chỉ còn có sót 1-2 bộ nữa thôi. Cho nên là em sẽ sell rẻ bán tặng cho các bác nhà mình cái bã sản phẩm này. Lên đơn các bác gọi cho em là chọn bộ máy bê tông pin của Hukan. Với giá thị trường thì các bác mua sẽ là 2,4 triệu đến 2,5 triệu nhá. Nhưng mà ngày hôm nay thì em sẽ sale xả cho các bác nhà mình, giá nó chỉ còn có 2,2 triệu đồng thôi. 2,2 triệu đồng để sở hữu nguyên một bộ sản phẩm đầy đủ như thế này, theo hai pin 10 cell và một sạc. Các bác hãy nhanh tay liên hệ trực tiếp bên em số điện thoại trên màn hình. Chốt đơn nhớ gọi cho em là chọn bộ máy bê tông pin của Hukan. Hàng thương hiệu, hàng công ty chính hãng, cho nên là đảm bảo bao xài cho tất cả anh em thợ làm công trình nha. Và đây là hai cái mẫu máy hàn mic của Kenmax các bác nha, hàng công ty, hàng chính hãng. Em sẽ chi tiết tới các bác, một mẫu sẽ là máy một chức năng và một mẫu thì sẽ là máy ba chức năng các bác nha.
Đấy, bên này thì sẽ là cái mẫu máy một chức năng này. Mẫu máy một chức năng thì sẽ có model là KM-MIC 200C mili. Đấy, đây sẽ là những cái mẫu máy hàn mic mà các bác sử dụng quận dây hàn 1 ký các bác nha. Sử dụng quận dây hàn 1 ký. Và hôm nay thì em sẽ có cái chương trình sale hàng giảm giá đặc biệt cho các bác. Với cái mẫu một chức năng này này thì hôm nay em sẽ sale cho các bác. Bình thường nếu như mà giá thị trường các bác mua thì sẽ là 2 triệu 200 nghìn nhá. Nhưng mà ngày hôm nay thì em sẽ sale tặng các bác với mức giá nó chỉ còn có là 1 triệu 900 ngàn đồng thôi. Đấy, tức là ngày hôm nay thì các bác sẽ được giảm giá tới 200k cho với cái bộ sản phẩm này. Đấy, cái này nó sẽ là cái mẫu mà sử dụng là quận dây hàn 1 ký nhá. Thì với cái mẫu máy này thì nó chưa có đi theo que hàn các bác nhá. Chưa đi theo que hàn. Đấy, đây sẽ là máy hàn mic các bác ạ. Bác nào mà mình ở nhà mình chưa có que hàn về, mình nhớ mình mua thêm que hàn để mình xài nhá. Đấy, bởi vì cái máy này thì nó không theo que hàn. Giá hôm nay thì em sale rẻ, rất chi là rẻ luôn. Đấy, có 1 triệu 900 ngàn thôi. Các bác mua được cái giá hời nhá. Giá thị trường các bác mua là 2 triệu 2 đấy ạ. Đấy, với những cái thời điểm trước là em vẫn bán 2 triệu 2. Hôm nay là kho nó còn sót lại có 1-2 cái thôi. Cho nên là em sẽ sale lốt cho các bác cho nó gọn mẫu nhá. Chứ còn giá thị trường các bác sẽ không mua được giá này nhá. Giá thị trường là 2 triệu 2. Hôm nay thì em sale các bác giá có 1 triệu 9 thôi. Đấy, nó sẽ có đủ dây như này. Dây hàn mic như này. Đây. Cái này, cái dây này nó dài khoảng chừng độ hơn 1 mét này các bác này. Đấy, dây khoảng chừng độ hơn 1 mét nha. Đấy, kẹp mát đây. Nguyên bộ như thế này các bác nhá. Nhớ cho em, lưu ý cho em là cái mẫu một chức năng này thì chưa có đi theo cái quận dây hàn các bác nha. Giá có 1 triệu 9 thôi. Còn các bác muốn lấy loại nguyên bộ mà theo cả quận dây hàn luôn thì các bác lấy sang cái mẫu 3 chức năng như thế này. Cái mẫu 3 chức năng thì nó sẽ có model là KM-MIC 200mm. Đây, nó sẽ có cái dây mic như này. Cái dây mic này khá là dài luôn đấy nha các bác nha. Nó khoảng chừng độ hơn mét đến 2 mét gì đó, anh em chưa đo cụ thể nhưng mà rất là dài. Đây, em sẽ mở phía bên trong để cho các bác xem. Đây, phía sau này có công tắc tắt mở này. Đó, đây là cái mẫu 3 chức năng nhá. Mẫu 1 chức năng thì cái phía bằng sau đây. Đấy, có quạt làm mát cho các bác luôn này. Đấy, mẫu máy rất là đẹp luôn. Cái mẫu 3 chức năng thì em sẽ mở cho các bác nhà mình xem phía bên trong đây. Đó, cái này cũng sử dụng là loại quận dây hàn 1 ký. Với cái máy 3 chức năng này thì sẽ đi theo cho các bác cả một cái quận dây hàn có lõi thuốc rồi nha các bác nha. Đấy, loại dây hàn xịn luôn cho các bác. Và giá thì thị trường các bác mua là 2 triệu 7. Nhưng mà ngày hôm nay thì em sẽ sale cho các bác giá nó chỉ còn có là 2 triệu 4 thôi nhá. 2 triệu 400 ngàn đồng thôi. Mã này thì các bác gọi cho em là máy hàn mic 3 chức năng. Đấy, máy hàn mic 3 chức năng. 3 chức năng là các bác sẽ sử dụng hàn được que này. Và hàn mic. Hàn mic là hàn có khí hoặc là hàn không khí thì gọi là máy hàn mic 3 chức năng các bác nha. Đấy, còn bên này là máy hàn mic 1 chức năng là các bác chỉ sử dụng hàn mic thôi. Mình sẽ không hàn được que. Đấy, nhớ cho em nhé, máy hàn mic 1 chức năng giá là 1 triệu 9. Còn bên này là máy hàn mic 3 chức năng, giá cho em sẽ là 2 triệu 4. Máy 1 chức năng thì các bác không có đi theo quận dây hàn, nhưng máy 3 chức năng thì sẽ đi theo cho các bác một cái quận dây hàn 1 ký, loại dây hàn có lõi thuốc luôn. Đấy, giá hôm nay là giá sale, giá tặng, giá rẻ bất ngờ. Các bác nhà mình chốt đơn thì hãy nhanh tay liên hệ trực tiếp bên nhà em số điện thoại trên màn hình để mình có thể tham khảo và sở hữu một trong hai cái mã sản phẩm này các bác nha. Giá sale, giá rẻ lên là các bác nhà mình cứ nhanh tay là mình có đơn nha. Hôm nay bên em còn duy nhất một thùng máy khoan pin Hukan mã S8. Em sẽ có cái chương trình sale giảm giá đặc biệt cho các bác nhà mình. Đây cái model máy này các bác nha. Máy công ty chính hãng của Hukan, đầu kẹp 10 ly các bác ạ. Và với cái sản phẩm này khi mà các bác nhận về thì sẽ nguyên bộ đầy đủ như thế này cho em. Bao gồm có một thân máy, 2 pin và một sạc. Pin sẽ là pin 5 cell dòng pin 21V. Sạc thì sẽ là sạc adapter như thế này. Và sản phẩm này đi theo phụ kiện là hơn 20 chi tiết mũi khoa mũi vít nha. Máy thì sẽ có 3 chức năng này. Có 3 chức năng như thế này. Có chức năng bắn vít, chức năng khoan và chức năng búa để hỗ trợ khoan tường. Đầu kẹp 10 ly và máy sử dụng motor chổi than cực kỳ là mạnh mẽ luôn cho em. Hàng logo dập nổi chính hãng của Hukan. Và em sẽ quay cho các bác nhà mình cái thông số kỹ thuật của máy nhá. Nếu như mà anh em nào mình xài gia đình này hay là anh em thợ mình cần những cái con máy nhỏ gọn nhẹ nhàng như là làm nhôm, kính, làm trần nhựa thì anh em có thể tham khảo cái mã sản phẩm này. Hôm nay thì với mức giá rẻ bất ngờ để gửi tặng cho tất cả những bác nào mình đang trực tiếp may mắn theo dõi được cái video này. Giá thị trường anh mua là 650-700 nghìn. Nhưng ngày hôm nay thì bên em xin phép xả kho lỗ vốn cái mã này cho các bác nhà mình. Với mức giá chỉ có 550 ngàn đồng.
550 ngàn đồng mà các bác nhận về nguyên bộ sản phẩm đầy đủ như này. Hàng nguyên hộp như thế này. Số lượng em chỉ còn có một thùng nữa thôi. Đấy, hết hàng là sẽ hết mãi, sẽ không về hàng cái mã này được nữa nha. Cho nên là bác nào mình đang cần mà đang quan tâm, đang muốn tìm mua được một bộ máy khoan pin giá rẻ mà chất lượng thì hãy nhanh tay chốt đơn cái mã sản phẩm này. Giá thị trường thì các bác mua không hề rẻ, nhưng ngày hôm nay là do là bên em có cái chương trình sale. Giá này em sale cho các bác là lỗ 100.000 một con luôn, lỗ vốn 100.000 một con. Cho nên là các bác nhà mình nhanh tay khẩn trương đặt hàng sớm nhá. Liên hệ trực tiếp bên nhà em số điện thoại trên màn hình. Đặt hàng nhớ gọi cho em là khoan pin Hukan mã F8 với mức giá chỉ có 550.000 đồng. Bác nào nhanh tay là sẽ mua được, chậm chân chậm tay là hết cơ hội các bác nha. Hôm nay em còn sốt một cái bộ lục giác đa năng này các bác này. Một cái mã sản phẩm mà các bác quan tâm và hỏi em rất là nhiều. Vừa qua thì hết hàng rồi, bây giờ em lấy hàng nó không có nữa. Nhưng mà cái này em bị sốt kho nhé, nó còn có một bộ thôi. Bác nào nhanh tay là mình sẽ chốt được cái mã này nha. Đây các bác nhìn xem này. Cái này mà chốt đơn các bác gọi cho em là bộ lục giác đa năng gấp gọn nha. Và giá hôm nay thì siêu rẻ luôn. Một cái bộ này á, các bác sử dụng nó có rất là nhiều chức năng này. Đây, đầu tiên thì sẽ có 6 cái lục giác như thế này này. Lục giác từ lục 1 cho đến lục 6. Đấy, bên này thì nó sẽ có là hai cái đầu tô vít, là một cái đầu hai cạnh và đầu bốn cạnh này. Ở đây nó sẽ có là cái này để cho các bác lắp ở trong này, nó có ba cái khẩu nha. Đây, ba cái khẩu này là khẩu 8, 9, 10 cho em. Và khi mà các bác sử dụng khẩu thì các bác sẽ lắp khẩu vào đây. Đấy, lắp khẩu vào đây cho em này. Cái này thì nói chung là một sản phẩm nhưng mà các bác sẽ sử dụng được nhiều chức năng. Đấy, không dùng khẩu thì mình sẽ lại cho nó gọn gàng vào đây này. Trong này nó còn có hai cái cờ lê, ba cái cờ lê luôn ấy các bác ạ. Đấy, cờ lê này sẽ là cờ lê 8, 10, 15 cho em nha. Và giá ngày hôm nay thì giá chỉ có 99.000 đồng thôi các bác ạ. 99.000 đồng cho một cái bộ sản phẩm là đầy đủ như thế này nhá. Đấy, hàng đa chức năng như thế này này có 99.000. Đây, các bác dùng xong rồi các bác sẽ gấp gọn lại như thế này. Ví dụ như mà mình dùng cái sản phẩm nào thì mình sẽ mở lên. Ví dụ dùng một cái lục giác này thì mở một cái lục giác này lên. Đấy, các bác nhìn xem này, chất liệu nó rất chi là đẹp nhá. Đẹp luột là từ A đến Z luôn. Bên sườn này này, đấy, chất liệu là thép và bên sườn nó sẽ ốp thêm một ít cái như chống vỡ như thế này này. Nó tạo được một cái độ thẩm mỹ cho cái sản phẩm, nó cực kỳ là đẹp luôn nha các bác nha. Đấy, rất chi là đẹp và chắc chắn luôn, nó chỉ còn có một bộ duy nhất thôi. Bác nào nhanh tay nhất thì là mình sẽ chốt đơn được cái mã này nhá. Đấy, các bác nhìn xem, mình dùng cái sản phẩm là mình mở cái sản phẩm đấy ra, còn không thì sẽ gấp gọn lại như thế này. Đấy, cực kỳ là tiện lợi luôn các bác ạ. Mua một sản phẩm mà dùng được mười mấy chức năng luôn cho em nhá. Bác nào chốt đơn nhá, mình nhớ nhá, nhớ gọi cho em là bộ lục giác đa năng gấp gọn nha. Giá chỉ có 99.000 thôi. Hàng ngon bổ rẻ và số lượng có duy nhất một cái, các bác nhà mình nhanh tay nha. Máy đục 14D của Hukan, cái đợt này có cái mẫu mới màu xám rất chi là đẹp luôn các bác nhá. Đây là cái model máy này. Máy này thì sẽ được bảo hành chính hãng cho các bác là 1 năm luôn. Thì đây, model này HK-RHK-3603 các bác ạ. Công suất cực đại lên tới là 1200W. Và các bác nhìn cho em nhé, cái sản phẩm này thì nhận về nó sẽ có nguyên hộp như thế này. Đi theo cho các bác là một cái hộp mỡ này. Ở đây sẽ là 2 mũi đục và 3 mũi khoan luôn. Đấy, mũi khoan sẽ là mũi khoan đầu gài. Mũi đục là có một mũi đục nhọn, một mũi đục bằng đi kèm cho các bác này. Dây điện dẫn rất là dài luôn các bác. Máy xài điện trực tiếp 220V nhá. Dòng máy 2 chức năng này, logo dập lủi như thế này cho em. Đây, các bác nhìn cái mẫu máy đi ạ. Rất là đẹp và chắc chắn như thế này. Máy đục 14D. Đấy, các bác sử dụng vừa khoan vừa đục được nha. Và trọng lượng cái con máy này thì thật sự luôn, rất chi là nặng luôn. Nếu mà cầm một tay như thế này thì phải nói rằng nó nặng trịch luôn các bác. Đấy, bác nào hôm nay mà chốt mã này nha, các bác gọi cho em là máy đục 14D của Hukan loại màu xám. Với mức giá em bán tặng gửi tới nay tất cả các bác chỉ với mức giá 1.250.000 đồng thôi. Máy cực đẹp và giá thì cực rẻ luôn cho em nha. Con bổ rẻ để phục vụ các bác này. Hôm nay là bên em về được một cái lô máy khoan đầu 13 ly xài điện trực tiếp 220V nha. Hàng chính hãng này các bác này. Cái hàng này thì nó là của thương hiệu gì đấy ạ? Thương hiệu Tai Phin các bác nha. Máy màu xanh như thế này cực đẹp luôn này. Đấy, con này thiết kế đầu 13 ly. Hôm nay thì các bác sẽ có cơ hội được mua một con máy khoan điện đầu kẹp 13 ly và mức giá thì rất chi là hời luôn. Đấy, hôm nay có 350.000 thôi nha. 350.000 để các bác sở hữu được một con máy khoan điện đầu 13 ly như này.
giá rất là rẻ và lại còn được hỗ trợ miễn phí ship nữa. Đấy, giá này thì thật sự luôn là rẻ ngang với đầu 10 ly, thậm chí còn rẻ hơn cả khoan 10 ly các bác mua ngoài thị trường. Đây các bác nhìn cho em máy này. Máy thì sẽ đi theo là một cái tay cầm phụ như này cho các bác nha. Đấy, hệ đầu 13 ly như này. Đầu 13 ly là đầu mang răng sắt có khóa mở luôn. Đấy, cái này thì các bác sẽ lắp được mũi khoan 13 ly đổ lại và em quay cho bác cái thông số này. Ở đây nó sẽ có cả chức năng búa ở trên lưng này nhá. Có chức năng búa để các bác có thể khoan tường được nha. Công suất thì là hàng cực đại này. 850W này các bác này. Đấy, xịn sò chưa các bác ơi. Máy thì là ở công tắc nó sẽ có thể điều tốc gạt đảo chiều như thế này luôn. Đấy, điều tốc công tắc các bác nha. Khi mà các bác sử dụng ấy, mình bấm công tắc nhẹ thì máy chạy chậm, bấm công tắc mạnh thì máy lại chạy nhanh. Đấy, hôm nay giá có 350.000 thôi. Giá thì phải nói rằng nhiều bác nghe được cái mức giá này thì có khi là các bác còn nghĩ là mình đang nghe nhầm cơ. Cái này các bác không nghe nhầm đâu nha. Giá chỉ có 350.000 thôi. Nếu mà hôm nay bác nào mình ưng cái mã này thì lên đơn nhớ gọi cho em là khoan điện 13 ly màu xanh của Typhoon loại 850W. Đấy, chọn bộ sản phẩm có máy và tay cầm đi theo. Giá chỉ có 350.000 nhá. Và hôm nay em còn về được một cái ít bơm dặm chân 3 bít tông các bác. Mọi khi là em gửi các bác loại 2 bít tông nhá. Bây giờ thì em sẽ về thêm cái loại 3 bít tông như thế này. Dùng xong các bác sẽ gấp gọn lại như này. Đấy, gấp gọn như này. Ở bên sườn nó có hai cái chốt màu vàng đây này. Đấy, các bác sẽ chốt nó lại nha. Ở đây cái đồng hồ thì nó sẽ còn có cả một cái lắp đậy xịn sò như này cho các bác này. Đậy vào đây khi mình không sử dụng. Đấy, các bác nhìn này, đẹp chưa? Hàng chuẩn xịn luôn nha. Mà hôm nay thì với mức giá chỉ có là 299.000 đồng thôi. Loại này sẽ là loại bơm 3 bít tông. Bơm xe, máy, xe, đạp, ô tô là ok, tuyệt vời luôn các bác ạ. Chốt đơn các bác gọi cho em là bơm dậm chân 3 bít tông với mức giá 299.000. Và em sẽ có loại 2 bít tông thì mức giá nó sẽ rẻ hơn nhá. Các bác có thể tham khảo mình mua bơm 2 bít tông hoặc là 3 bít tông. Hôm nay thì là em chi tiết cho các bác cái loại 3 bít tông đây. Còn bác nào muốn mua 2 bít tông thì cứ báo với em. Em có cả 2 bít tông và 3 bít tông. Chốt mã này nhớ gọi cho em là bơm dậm chân 3 bít tông. Giá có 299.000 thôi. Cực kỳ là rẻ luôn các bác ạ. Thân máy thổi lá của Hukan cái mẫu màu vàng này thì phải nói rằng là cực kỳ là đẹp và chắc chắn luôn các bác nhỉ. Đây, với cái sản phẩm sẽ theo cho các bác là hai cái ống thổi này. Đấy, một ống thổi to và một ống thổi nhọn như thế này này các bác này. Đấy, các bác sử dụng mình thích dùng cái ống nào thì mình lắp cái ống đó vào nha. Kèm thêm cho bác hai cái ống thổi như này thì nó quá là tiện lợi luôn. Và hàng này thì sẽ là hàng cho bi phổ thông này. Thân máy thì phải nói rằng là siêu to khổng lồ luôn. Cái máy này thì các bác dùng đi thổi lá thì phải nói rằng là mạnh mạnh như vũ bão luôn các bác ạ. Mà hôm nay với một cái thân máy to đẹp như thế này mà giá thì chỉ có 600.000 đồng thôi. Đấy, giá rất chi là rẻ và gửi tới tận tay tất cả các bác khách hàng nhà em. Bác nào ưng cái mã này nhớ gọi cho em là thân máy thổi lá của Hukan loại màu vàng. Đấy, cái này nó là hàng cho bi phổ thông nên là về các bác cứ lắp vào cho những quả pin chân bi phổ thông như này này. Chân bi phổ thông như này là các bác dùng. Đấy, pin 10 cell, 15 cell hay là pin 20 cell là sẽ lắp vừa luôn. Thì các bác chốt đơn nhớ gọi cho em đúng mã nhá. Cứ gọi cho em là thân máy thổi lá của Hukan loại màu vàng. Cái màu vàng này giá 600.000. Ngoài ra em còn có cả loại màu xám. Cái màu xám thì mức giá nó sẽ rẻ hơn, cái thân máy nó sẽ nhỏ hơn một chút. Đấy, còn các bác cứ lấy cái màu vàng này thì nó sẽ siêu to, siêu mạnh luôn các bác nha. Hai bên em còn vài cái bộ máy khoan pin 13 ly màu xanh của Mazda hàng chính hãng như thế này. Đây em sẽ mở cho các bác nhà mình xem này. Trong cái bộ sản phẩm này các bác nhận hàng về thì nó sẽ có rất là đầy đủ luôn. Và cái mẫu máy thì cái đợt này nó rất là đẹp luôn các bác nhá. Đây sẽ là một con máy khoan đa chức năng luôn. Các bác nhìn cho em này, sản phẩm đầy đủ theo một thân máy, hai pin và một sạc như thế này. Dòng sạc của nó sẽ là sạc bàn này, pin là pin trâu, pin 10 xe và chân pin phổ thông. Đi theo có một cái tay cầm như thế này. Và bây giờ thì em sẽ lắp pin vào đây để thử máy cho các bác nhà mình được cùng xem nhá. Cái dòng này nó sẽ là dòng 3 chức năng các bác ạ. Đây này, 3 chức năng, có chức năng búa khoan tường này, điều chỉnh 20 cấp độ trượt nha. Đầu máy sẽ là đầu 13 ly tự siết và con máy này thì sẽ sử dụng làm motor từ không thổi than. Hàng đa chức năng này phù hợp với rất là nhiều các bác thợ này, phù hợp với rất là nhiều ngành nghề. Đấy, và ngày hôm nay thì em sẽ sale tặng cho các bác nhà mình với mức giá phải nói rằng là rẻ như cho luôn. Bác nào ở nhà có sẵn pin rồi mình mua thân máy nhá. Pin này sẽ là pin phổ thông cho nên là nhiều bác ở nhà có pin sạc rồi thì mình mua thân máy này. Thân máy thì sẽ không theo vỏ hộp thì giá của nó chỉ có là 499.000 thôi. Nhưng mà bác nào mình chưa có pin thì mình sẽ mua nguyên bộ như thế này, nguyên hộp như thế này thì giá chỉ có 799.000.
với mức giá phải nói rằng là rẻ bất ngờ luôn, để em gửi tặng tới tất cả các bác và sẽ hỗ trợ là miễn phí ship hoàn toàn cho toàn quốc luôn. Nhận hàng các bác được kiểm tra hàng trước khi thanh toán cho em. Nếu mà chốt đơn thì các bác nhớ gọi cho em là khoan pin 13 ly màu xanh của Mazda nhá. Các bác nhớ này, mình mua phân khúc thân máy hay là chọn bộ thì cứ liên hệ trực tiếp nhà em là mình sẽ có đơn hàng thành công các bác. Em còn sót 3 bộ máy khoan pin Hukan chính hãng mã XC8 nha. Em sẽ có cái chương trình sale giảm giá và sale giá lộ vốn cho các bác nhà mình cái mã sản phẩm này. Khi mà nhận đơn cái mã sản phẩm này thì các bác nhìn cho em là nguyên bộ nó sẽ đầy đủ như thế này. Đây có một thân máy 2 pin và một sạc các bác nha. Sạc của nó sẽ là sạc adapter như này và dòng pin 5 cell pin 21V các bác ạ. Máy này thì có phụ kiện rất là nhiều đây ạ. Hơn 20 chi tiết mũi khoan và vít đi kèm. Đầu máy sẽ là đầu 10 ly nha. Đầu mang danh sắt 10 ly khóa tự siết như thế này. Đấy, con này sẽ có 3 chức năng luôn và điều chỉnh là 20 cấp độ chuột này. Máy rất là khỏe nhá, con này nó sẽ sử dụng là motor từ không chổi than các bác ạ. Model là Hukan mã XC8. Máy thì siêu nhỏ gọn và bao xài cho tất cả các bác thợ lọc công trình. Hôm nay thì em chỉ còn có 3 bộ nữa thôi. Chốt cho 3 bác khách hàng là mình nhanh tay nhất thì là mình sẽ mua được cái mã sản phẩm này. Lên đơn cái mã này các bác nhớ gọi cho em là khoan pin Hukan XC8 nhá. Với mức giá em bán tặng là chỉ có 750.000 đồng thôi. Giá thị trường các bác sẽ mua là 850 cho đến 900.000 cho cái bộ sản phẩm này. Đây sẽ là cái mã sản phẩm Hukan, thương hiệu hàng đời đầu đây các bác. Hàng đời đầu thì các bác dùng bao giờ nó cũng ngon, nó cũng ok hơn là những cái hàng đời sau, đời mới các bác nhá. Đấy, cho đơn các bác cứ gọi đúng tên mã sản phẩm xem là ok. Máy rất chi là khỏe này. Con này sử dụng motor từ không chổi than nên là cực kỳ là tiết kiệm pin. Đấy, các bác chốt gọi cho em là khoan pin Hukan XC8 nhá. Giá em bán tặng là chỉ có 750k. Bác nào nhanh tay là mình sẽ chốt được cái mã sản phẩm này.